Các bạn thân mến, đây là một cái thùng rau dền khoang gieo trái vụ nhá. Thì cái này, cái thùng này gieo được 3 tuần rồi. Và bây giờ nó lên như này. Đấy, thực ra là vẫn ăn được rồi, đã đến lúc ăn được rồi. Nhưng mà chắc chắn là cái cây này nó sẽ còi cọc và nó sẽ không ngon. Và nó, do nó trái vụ cho nên là nó bị sâu bệnh. Đấy, bị những loại sâu tấn công. Tất nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể khai thác được. Đấy, và có thể ăn được ngay bây giờ. Đúng nào, thậm chí ăn sống luôn. Đây, ví dụ như mình sẽ biểu diễn ăn sống cho các bạn xem. Nhưng mà mình chưa bao giờ ăn sống cái loại cây này đâu. Không biết là nó có ngon không. Ăn sống thì nó có hắc quá không hay là nó. Ngon phết đấy. Ăn hay hay các bạn ạ. Tất nhiên nó hơi khác biệt tí. Bây giờ nha, cái thùng này hôm trước mình bắt sâu rồi. Thì hôm nay đây vẫn có những con sâu mập này. Đấy, cài gọi là mơ hoàng mai. Uầy, sâu này rất là nhiều nha. Đấy, rất nhiều. Bây giờ nó vẫn lên ăn tiếp. Cứ tưởng là hết rồi. Và nó càng ngày càng to và nó sắp nở thành bướm rồi. Bên thùng này xem, thùng này nó cũng ăn khá nhiều. Tí nữa thì mình sẽ khai thác những cái thùng này để dùng cho gia đình trong dịp Tết này. Đó. Đây, sâu rất là nhiều nhá. Xuân đến mà, ong bướm thì lượn đầy, sâu cũng nhiều. Sâu này nhé, các bạn lưu ý nó đến từ con bướm nhé. Và tí nữa đây thì mình khai thác hết, mình dùng sạch thì là bướm cũng hết cửa luôn, cũng không có gì để ăn cả. Đây, thùng quế thì không bao giờ bị sâu bướm rồi, đúng không? Bướm sâu rất nhiều. Những cái thùng sâu như này thì đương nhiên mình sẽ không khai thác cho khách hàng. Còn nếu có khai thác ấy, thì mình sẽ chọn lọc những cái cây gọi là đẹp nhất và không bị sâu để cho khách hàng. Đó. Còn những cái thùng mà bị những cái cây mà bị sâu thì nhà mình sẽ ăn, đúng không? Sẽ dùng. Ok.